xin chào các bạn, được gặp lại các bạn tới thời điểm này thì thật là tuyệt vời. Bởi vì các bạn đã chứng tỏ được đam mê muốn chinh phục JavaScript, không ngại khó, ngại khổ và vượt qua căn bệnh lười bẩm sinh mà ai cũng có hết. Với những nỗ lực của ngày hôm nay, các bạn sẽ sớm hái được quả ngọt mà thôi. Nhưng trước khi có quả ngọt thì bây giờ chúng ta hãy tiếp tục ăn quả đắng trước nha. Hãy cùng nhau xem ta sẽ tìm hiểu gì trong bài học này nào. Các bạn còn nhớ đoạn mã này? Vậy chúng ta có giá trị của biến kết quả là true. Vậy bạn có biết true ở đây là gì không? True chính là giá trị thể hiện kết quả của hàm is and an. Ở đây ám chỉ biến score, không phải là giá trị số. True còn gọi là đúng, ngược lại với true là false, thể hiện ý nghĩa sai. Ví dụ ta có đoạn mã này, thì kết quả sẽ mang giá trị là false. Tức là khi ta hỏi hàm is and an rằng biến score không phải là số đúng không? Thì nó sẽ trả lời là false, tức là sai rồi. Vì score hiện là số mà, nó có giá trị là 14 đó nha. Giá trị true và false thuộc kiểu dữ liệu logic. Trong JavaScript và khá nhiều các ngôn ngữ lập trình khác gọi là giá trị boolean. Nếu các bạn chưa từng làm quen hoặc chưa học đại số bool thì khuyến khích các bạn tham khảo tài liệu này để có cái nhìn chi tiết hơn về đại số logic bool nhé. Sau đó thì các bạn có thể đọc thêm các sách tinh học đại cương để hiểu thêm một số khái niệm cơ bản về máy tính cho những bạn mới bắt đầu đến với lập trình. Giờ hãy xem cách ta sử dụng giá trị boolean trong JavaScript như thế nào nhé. Để khai báo một biến kiểu bool, ta có cú pháp sau. Và đây là biến isSummer, là một biến kiểu boolean, tức là nó chỉ mang giá trị một là đúng, hai là sai. Ở đây ta gán là true, nên nó đang mang giá trị là đúng. Giả sử ta tạo thêm một biến nữa cũng kiểu bool nhưng có giá trị khác, tức là biến isGoToSchool mang giá trị là false. Vậy chúng ta muốn tạo một biến isHappy bằng true nếu đang là mùa hè, isSummer bằng true và được nghỉ học, isGoToSchool bằng false. Còn nếu isHappy bằng false nếu đang là mùa hè và phải đi học thì chúng ta làm như thế nào đây? Và đây là lúc chúng ta cần phải học về các phép toán liên quan đến logic. Vậy hãy xem cách làm việc với các biến này trên JavaScript như thế nào nhé. Chúng ta có một số phép toán logic như sau. Đầu tiên là phép toán có ký hiệu là hai dấu reference, còn gọi là phép giao hay phép nhân, tiếng Anh gọi là AND. Cũng giống như đại số logic, ta có bảng kết quả khi thực hiện phép toán này như sau. Ta thấy phép toán AND chỉ cho ra kết quả true khi cả biểu thức 1 và biểu thức 2 cùng true mà thôi, còn lại là false hết. Đố các bạn trang web sẽ in ra giá trị gì? Quá dễ mà, hãy áp từng giá trị vào biểu thức là biết ngay. Vậy thì ta chỉ cần tra bảng là biết ngay is happy là gì rồi đúng không nào? Chính là false. Ồ, is happy bằng false nghĩa là ta không vui. Vậy muốn vui thì sao nhỉ? Theo như bản tra cứu, để is happy bằng true thì chỉ cách là is summer bằng true và is go to school bằng true thì mới có được kết quả bằng true. Thử thay vào xem nào. Ồ, kết quả là true rồi. Có thể diễn giải ra như thế này. Đang là mùa hè mà đi đến trường để học thì mới vui. Ồ, bạn ham học quá. Vậy các bạn hiểu rõ được ý nghĩa của phép toán AND rồi nhé. Hãy thử trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm này xem sao. Chúc mừng các bạn đã tìm hiểu những khái niệm rất cơ bản của kiểu boolean trong JavaScript, đặc biệt là hiểu biết về phép toán AND, một phép toán rất quan trọng khi làm việc với biểu thức logic. Các bạn hãy nhớ, nếu chưa biết gì về đại số logic thì hãy đọc link đi kèm bài học này và cũng ráng ra nhà sách mua thêm cuốn tinh học đại cương hoặc xem link ebook ở bên dưới bài học này nhé. Chúng ta tạm ngưng ở bài học tại đây để các bạn có một mớ bài tập thực hành trước khi học tiếp biểu thức OR, còn gọi là phép toán tuyển hoặc phép toán hội nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.